Đồng Hải xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Buổi sáng nay thì ở trong công trường chỉ có một mình Đồng Hải thôi. Và xã mình thì hôm nay có công việc phải đi ra ngoài thị trấn. Nên là chắc đến buổi trưa thì mới vào đây được. Buổi sáng nay thì công việc của mình lại vẫn cứ tiếp tục để hoàn thiện nốt cái nền nhà này. Đấy. Chiều hôm qua thì tranh thủ cũng làm được mấy mét gạch này rồi. Sáng nay một mình thì chắc là mình sẽ đi đánh hồ để mình trải tất cả hết cái khu vực cái nền này cho bằng phẳng đã, rồi sau đó thì bắt đầu mới lát, bởi vì là công việc của nhà mình mà nên cứ túc tắc làm đến đâu hay đến đấy thôi. Thời tiết thì sáng nay nó vẫn cứ mưa mưa lất phất thôi, nó không mưa lớn nên làm nó càng mát mọi người ạ. Tất cả mọi cái thì mình đã chuẩn bị hết đưa về đến gần đây rồi. Bồn nước các thứ mọi cái. Bây giờ thì ở Đồng Hải sẽ quay lên để đi chở cát đã. Chắc là chở đánh độ 2 bao xi để láng hết cái nền này. Nhưng mà có lẽ là cát tương đối nặng mà sân nó chật thì đánh 3-1 thôi. Rồi lại tiếp tục. Trời đất thế mới oái oăm nhỉ. Mưa bao nhiêu ngày rồi, vẫn chưa chán. Lúc cần mưa thì không mưa, giờ mưa nhiều quá. Mình đang mong làm sao nó tạnh ráo để hoàn thiện nốt cái nhà còn chuyển vào đây. Bây giờ cái đường trơn đến mức độ là xe còn không muốn đi xuống được nữa rồi ấy. Đi nó cứ rệu rạo. Đấy. Giờ lại có vẻ dày hạt lên một chút. Ông mưa nhỏ nhỏ thì còn làm được, mưa to quá là lại không làm nổi nữa rồi. Chán thật đấy. Có mưa nhỏ thì làm nó mát, mát thì nó đỡ đỡ mệt, đỡ mất sức. Còn mưa to rồi là không làm được, mưa to làm là ốm người đấy. Là đủ cát để làm được cái khu vực nền của cái trong nhà với cả nền ngoài hè thế thôi. Còn ngoài ngoài sân kia chắc là phải chở một xe nữa. Đây mà nó mưa xong nó tạnh luôn ấy thì nó ráo ngay. Nhưng mà đây mưa lâu quá. Mưa thối đất thối cát ra đây đây. Bây giờ đường nó rất là trơn. Cỏ cũng trơn rồi. Mọi khi cứ đi vào cỏ thì nó không trơn, bây giờ đi vào cỏ cũng trơn. Bùn đất nó bám lên cỏ. Nó không khô được. Thế hôm qua là trời nó hanh hanh lên, tối còn có cả trăng. Tôi nghĩ là nó sẽ tạnh ráo. Ai ngờ đến gần sáng lại mưa giả dích suốt đến bây giờ. Còn may là đủ cát này để làm đấy. Còn cái cát ướt, cát bẩn kia muốn sàng nữa không sàng nổi, nó ướt quá.
trước sơ xuất để trôi mất bao nhiêu cát, cố cát đi, mương cát ấy bây giờ thì chỉ có để đập nền thôi, đập nền nó đỡ dính. Nắng to thì sàng lên để trộn đấy cũng được, trộn làm nền cũng được, nhưng mà nó không nắng nên mà không sàng được, rác rưởi linh tinh. Mấy trăm nghìn một khối cát ấy. Ướt đâm ra là xúc nó bết, nó cũng nặng, đảo mới khó mọi người ạ. Qua trời nó mưa mưa, thế là bà xã mình đi trồng cái cây với cả bón ít phân cho tám cái cây ăn quả, đau đầu. Mày quá trời nó lại ngớt mưa, nó mưa nhỏ đi, lại nó mưa dày hạt, giờ nó mưa nhỏ đi nó cũng đỡ. Bay bay này nó mát này, làm nó đỡ mất sức. Nắng to thì làm rất là mệt, nhưng mà mưa to thì thật sự là không thể làm được. Cái hồ lót này thì nó cũng đơn giản thôi, nó không cần kỹ lắm mà cũng không cần nhiều xi, nó vừa đủ để nó có độ kết dính để nó lát lên dưới đáy. Đến lúc khi mình trộn cái hồ dầu ấy mình đổ thì nó ngập dày đều thì là nó sẽ cứng. Ướt này đảo rất là nặng.
nó cứ tạnh mưa là mình không đội được mũ nón, nó rất là dí vách trên đầu, một lúc là mồ hôi ra như tắm luôn. Sân trộn này hơi nhỏ, mấy em nữa là cũng phải đào hết đây đi, đào cho nó lươn lươn lên đến chỗ đầu cầu để mình đổ một lớp sân dày thật cứng. Nhưng mà nói thế thôi chứ bây giờ cũng chưa làm được, thứ nhất là bận, thứ hai là thật sự là hết nhãn tiền. Đang đợi tiền của một số người giúp này, vay ngân hàng mà họ vẫn chưa giải ngân cho, vay lấy 100-200 triệu ngân hàng mà họ mưa họ vẫn chưa vào để thẩm định. Một mình túc tắc làm ha, đến đâu thì đến. Giấy riêng này phải vứt hết ra để nó bẩn, đến lúc về sau là nó không kết dính được những cái phần hồ ở dưới đáy nền. Cái nền này mình cũng đổ dày 5 phân đấy mọi người ạ, 5 phân để cho nó cứng cáp cái nền. Ở về nền này, ở đây toàn đất mượn mà, mặc dù đã xử lý nhiều rồi, xử lý để cho nó khỏi lún, đỡ lún nhiều rồi nhưng mà cũng vẫn cần lớp dày, nhưng mà nếu không nó chỉ cần 3 phân thôi. Này thì phải cúi hơi mỏi lưng nhưng mà như này nó mới đều được, chứ còn lấy cái cuốc cào cào thì nó không ăn thua. Bây giờ như tuổi bọn mình ấy làm cứ đứng đứng thì nó đỡ, cúi với cả ngồi ấy là cái cột sống nó yếu rồi nên không làm được việc nặng nữa. Việc này là cũng hơi quá tải đấy, nhưng mà mình làm túc tắc thì nó không sao. Nên khi xây thì mình đứng xây thoải mái, không vấn đề. Nhưng mà ngồi hay cúi cúi lom khom thì là bó tay luôn. Mình thì thật sự là không biết một tí nào về cái nghề này đâu nhá. Chẳng qua là nói thật sự là mình xem mọi người làm nhiều, bởi vì nhà mình cái số làm nhà
làm quá nhiều nhà rồi. Đâm ra là mình xem họ làm nhiều, mình bắt chiếc. Nói là nhớ cái năm 99 xây cái nhà 2 tầng đầu tiên. Lúc ấy là còn chưa có điện, sắt thép rồi thì đổ bê tông các thứ toàn bằng tay hết, chưa có máy móc. Đến năm 2002 thì mình xây cái nhà nghỉ thứ nhất. Lúc ấy là có điện rồi thì đổ mái đổ mấy cái thứ nó nhàn hơn, cắt gạch các thứ là lát là nó cũng có máy. Chứ cái năm 99 này toàn bộ bằng tay hết, cắt gạch cũng cắt bằng cái kìm kẹp bằng tay thủ công, nhìn thợ làm vất vả lắm. Đến năm 2004 mình xây cái nhà nghỉ thứ hai, lúc này là hiện đại. Đến bây giờ già mình bỏ lại hết cho con cái. Mình nhà giờ lại làm cái nhà dãy này, ở trong dãy. Nói thật vào đây cuộc sống nó khoái lắm, sống cái không khí mọi cái với cả cái vườn tược ấy nó thấy khỏe khoắn người lắm, nó thư thái tinh thần. Cách đây đồ 2 năm trước rồi thì đất ở đây nó rẻ lắm, nhưng bây giờ thì nó cà phê nó lên giá, đâm ra là đất nó mới đắt ấy. Còn trước kia cái miếng đất này thì nó chỉ vài trăm triệu thôi, nhưng mà vừa rồi cà phê giờ nó lên một cách chứ được hơn năm nay, đâm ra là giá cả đất đai về trồng những cái cây này nó cũng lên. Mình mong làm sao mà nó cũng giữ được giá này, một hai vụ cũng được thì mình làm nó có tinh thần nó khỏe khoắn hơn. Cái vườn này là mua tất cả giấy tờ linh tinh các thứ nó rơi vào gần gần 1.3 tỷ. À, sang năm thì cái vườn cà phê non của mình cũng bắt đầu là cho thu rồi, nhúc nhắc cũng thêm rồi, nó khoảng độ 3-4 năm thì nó cũng có thu được thì nó đỡ đi nhiều. Mới cả là không phải vất vả cái ban đầu nữa thì nó cũng nhàn hơn nhiều, lúc mình chỉ chăm sóc thôi chứ bây giờ vào là bắt đầu là dọn dẹp phát cây nọ rồng cây kia, xong là phân nọ phân kia, nói chung là mệt lắm. Khi nó ổn định rồi ấy, thì cây cối phát triển đều rồi ấy. Cây nào xấu loại bỏ để dần những cây đẹp lại thôi. Xong sau đó coi như là phân do các thứ mọi cái thì mình phải thuê, những cái là mình thuê hết cái việc nặng là phân do rồi phun tưới phun thuốc các thứ ấy. Phun thuốc bằng máy thì mình mua rồi đấy, là mình thuê mọi người làm. Còn những cái cà con này thì đi phun vài bình ấy, thì mình phải tự phun thôi. Mà mình phun mấy cái là những cái thuốc sinh học, những cái phun phát đồng các thứ để cho nó kích thích tăng trưởng thôi. Đấy, nên đầu tiên mình không biết đấy, nhưng bây giờ là mình học dần là nó cũng quen dần. Thôi bây giờ là bắt đầu trở vào trong nền một cối này đã, xong lại tiếp tục đánh cối nữa. Một xe đầu tiên. Hôm nay mình sẽ cán hết cái nền này cho phẳng đều đã.
ăn thì nên không nên bị gấp à? Đứng lên. Hai xe. Đấy cả nhà ơi, rất là may mình vừa chở được hết đám hồ vào trong nền rồi thì trời lại đổ mưa to lên. Bây giờ nó còn ngớt ngớt đấy, lúc nãy thì mưa ào lên. Cứ nghĩ là hôm nay nó tạnh thế, dự báo là hôm nay đã có hửng nắng rồi. Thế mà không ngờ nó vẫn mưa này, mưa sương mù dày đặc nữa. Và bây giờ thì mình tiếp tục cái công việc sàn cái nền này đã, sàn đầm sau đó còn thiếu bao nhiêu mình lại đánh tiếp. Mình phải sàn theo tương đối phẳng, không đầm xuống, rồi bắt đầu mới cán, không cần phải cán trước. Đầm xong cá là đỡ một cái công cá ban đầu cũng tương đối là mệt. May là thiết kế được cái đầm củ chuối, đầm nó rất đơn giản mà nó hiệu quả. Không biết mọi người đã ai làm chưa chứ, làm cái đầm củ chuối hiệu quả lắm mọi người ạ. Nó ẩm và đầm nó nảy cái đầm, nên là cái tác dụng nó rất là cao. Một cối nữa may ra thì mới đủ. May ra đổ bóng cỡ xây một mùa đây. Mua được một cái bay, một cái bàn xoa. Thế là được đồ nghề đấy, để chuẩn bị đi hành nghề kiếm ăn đấy. Thấp quá, kéo thêm nhiều. Ở giữa này có vẻ hơi trũng, ở giữa này làm ra dày, dày hồ nó càng tốt, đi lại nhiều. Ở hai bên thì kê giường, kê tủ không quan trọng lắm. Thank you.
giờ mình phải làm đủ các kiểu và môi trường nào cũng được. Đây mọi người ạ, sau một hồi thì mình đã cũng đã cán được xong hết cái phần hồ, đã trộn cái cối vữa đầu tiên đầm và cán cho nó tương đối phẳng. Đấy. Hiện giờ thì phải đánh thêm một cối rưỡi như vừa xong nữa thì mới đủ để cán nốt cái phần ngoài này. Hiện giờ thì bà xã Đồng Hải đã đi vào để hỗ trợ cho mình rồi. Thế này em mua được thuốc chưa? Em mua được rồi. Thế này ăn uống cho nó hẳn hoi nhá. Ăn bớ bớ vẩn vẩn cho mọi người. Nó đâu có khỏe được. Nó chịu khó ăn thịt vịt, thịt gà vào. Nhà mình thiếu gì gà, mấy chục con gà đấy. Khổ lắm nhưng mà lại không thích ăn. Không thích ăn thì nó làm gì có đề kháng được. Mưa gió cái này. Thì chào cả nhà, mấy bữa nay thì người nó không được khỏe. Cho nên là sáng ra phải đi ra ngoài huyện để đi mua thuốc cả nhà. Long thể bất an. À, long thể bất an. Nên từ sáng giờ có mình Đồng Hải làm. Long thể của nàng hậu bất an. Cụ mà không ăn uống cẩn thận là cụ thăng thuyên nữa, vớ vẩn. Cứ nói cụ cứ... Cụ thấy không? Cả con vịt của tôi làm ngoéo rồi. Hai bữa hết. Cũng may mà Đồng Hải ăn uống được nên là nó có bị sút cân đấy, nhưng mà sức khỏe tốt. Ta phải cố gắng gì, ta phải kiểu gì. Không 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 đảo bằng cái ý được đâu, đảo bằng khỏe nữa. Thì anh đảo đi, em đảo bằng này. Bỏ cái lùi ô tô ra cái đi. Và tốt nhất là mệt thì chị phải đứng chơi tí đi để tớ làm thật mà. Không rồi luôn. Thì anh cứ làm đi. Ốm nặng ở đấy tớ lại phải lấy người khác, mệt lắm. Chưa gì đã dọa rồi đấy cả nhà ơi. Mấy đứa nó để ý rồi đấy, có con bé vào tay này này. Tay nó vẫy vẫy. Tay vẫy vẫy. Linh Thuận gì? Vẫn đang còn nhớ cơ à? Chết rồi, ở nhà mà vẫn nhớ cái em của Ninh Thuận rồi. Nhà với vợ mà vẫn nhớ em Ninh Thuận thì làm sao đây cả nhà ơi. Cameraman người đang quay dưới trời mưa đấy mọi người ạ. Xong nó cứ ào ào, xong nó lại lúc nãy nó chả ào mà trận to à, nhưng mà một lúc thôi. Đảo bữa là như thế này thì nó mới đều được. Là làm cái kênh hải phu hô, bắt chiếc lộc phu hô. Mình cứ làm là thời gian này là làm phù hộ tốt gì nữa. Đúng rồi. Nhưng mà phụ cho bản thân mình thôi. Ngày này có mấy lếp à, cho vợ nhà đứa đồng nào à, thì nhỏ bị quát nữa chứ. Làm cho mình thôi chứ không có đi làm nữa. Đói thì đâu có cần phải bò mà. Thế à, em thấy đầu gối có bò đâu? Thì chưa đói.
ở bên kia mà chắc họ chưa bỏ phân nhỉ, bây giờ mới đang phát cỏ đấy. Chính mưa nhỏ này họ bỏ phân mới tốt này nhỉ. Hôm nọ mình bỏ là vẫn bị mấy trận mưa to sao mà vẫn ngấm nhiều. Bữa sau này là ngon chứ, cái lô sau cùng này này. Nhưng mà sau nó lại mưa. Nó vẫn bị ngấm sâu. Sau 2 3 ngày mới mưa mà. Ừ. Không, như thế là ổn. Cái thằng bé mà hôm bữa vô thăm vườn mình, thằng bé kỹ thuật của công ty á. Ừ. Nó nói thế. Cái tình hình thì biệt phủ làm xong chưa? Nên là bảo gần hoàn thiện, em bảo thế. Em bảo gần hoàn thiện rồi. Vậy là một thuốc đấy á? Mấy hôm nữa cái vườn mình thu cà phê bán hơn tỷ, tiêu thoải mái. Đu mua bim bim ăn. Cả kẹo mút nữa. Thế thì anh không thấy cà chua hôm qua nói à? Cô giáo bảo à? Không phải cô giáo mà nó xem trên Trên mạng á, nó bảo là kem toàn hóa chất. Nó bim bim hóa chất không à, bây giờ không ăn nữa đâu. Hại sức khỏe. À cụ non ấy. Nếu mà lúc thấy thì mắt vẫn sáng lên. Không, mà con nó nói rất là hiểu chuyện. Nó có thể là trong bụng thì rất là thèm đấy, nhưng mà sẽ nói như thế là nó sẽ không ăn đâu. Nền cho nó đủ hết cái nền này đi. Đấy, bà xã này nhỉ, vào cái vườn cái là phải lau giúp những cây ăn quả ngay. Ông nó là hơi sai kỹ thuật. Cây ăn quả này là không được phép dấp cỏ, dấp các thứ như vào gốc. Vì mối rất nhiều. Cái cà phê thì mới được như thế rồi, bởi vì cái quả nó ngọt. Còn cái cà phê thì nó đắng thì dấp vào được. Đây, bây giờ nó đang ra cào để đi cào gốc. Đang khoe là cỏ voi lên mầm rồi. Cỏ voi mà không lên mầm trời mưa này mới là lạ. Không nói là mình trồng dày quá. Hết rồi. Một hai chuyến nữa. Xe cuối cùng đây mọi người ơi. Không biết có phải đánh lên nữa không này. Sàn ra lại đầm lại cán, công việc như thế này.
ra ngoài này đã, chưa đến lượt này. Bây giờ thì cái nền này mình cán cũng tương đối là phẳng rồi. Giờ thì mình sẽ xếp gạch vào để xem tình hình nó như thế nào đã. Rồi chắc là xếp gạch xong thì sẽ nghỉ trưa thôi. Xếp luôn để cho nó xem nó thế nào. Xếp gạch để xem cái cữ nó như thế nào. Nói thật sự là làm từ qua này vẫn đang ấm ức. Cái thằng cha nhá biết quen biết Ngọc Thủy như thế nào mà coi như là chạy mất dép luôn cả nhà. Cho ăn quả lừa. Cuối cùng đâm là mình thằng đứng yên đứng lành cắm mảnh xanh vào đít.
không anh Đồng Hải. Đời chưa bao giờ một lần cầm viên gạch để ốp mấy lá. Nhưng mà cứ bây giờ này cắm hành xanh vào đít coi như làm đúng rồi. Chán không buồn chết. May là mình có máy cái máy nó tân bằng tia laser chứ không này chết dở đấy. Làm như họ bắt đầu họ gần đến cái dây thì ô rồi thì móc móc cán cán thế này rồi còn đúng là khóc nó tiếng quan hỏa. Xếp hết luôn hả? Xếp thử vậy thôi chứ hả? Đúng rồi, xếp luôn đi chứ gì nữa. Mà nếu không thôi xếp một đoạn cũng được. Nếu đói quá rồi bốn quả chuối lại tiêu rồi à? Vừa mới bốn quả chuối thôi. Bây giờ viên một thì mới đón được. Đấy. Ờ thế đón một viên. Cái áo con bé con đòi bao giờ? Đòi rồi. Ủa, em biết làm sao mà? Cái con đứng ngoài ruộng, hai tay gian này. Thế mà Ngọc Thủy nó vớ được cái áo của nó. Được chưa? Xé thêm thùng nữa. Thôi cứ xé đi, xé đi. Cứ thong thả. Thằng nào thấy đói, đói rồi cái gì đâu mà. Bình tĩnh như lúc kia tiền. Bình tĩnh. Đây. Em nghĩ là xếp cái hàng trong cùng rồi. Hàng ngoài thì giống như ấy thì trong cùng rồi, đến lúc nó chạy nó thừa ngoài này làm nào. Đúng không? Không biết, nghĩ kia đi coi. Không phải, có nghĩa mình lát từ ngoài này vào thì nên do đó mình phải xếp từ ngoài này rồi đến lúc mình từ trong chạy ra thì nó mới không bị đấy. Không lúc tự dưng nó mất, nó thừa ra nửa viên như thế này. Hay là nó hụt đến nửa viên đi. Lúc với ai chịu trách nhiệm. Cái đấy như ông Tuyên Quang ấy. Người Tuyên Quang uy tín như mình. Thế này bên này góc này là bị ấy đây mọi người ơi. Đấy, chương trình buổi sáng này đấy, thật sự là buổi sáng thì có một mình đi vào bà xã thì cảm thấy ra thị trấn là cũng đánh được mấy cái cối hồ để cán ở đây đầm những cái thứ rồi nói chung là cũng tạm tạm rồi. Sáng nay thì thật sự là chưa lát được thêm viên gạch nào nữa nhưng mà xếp ra này là cũng oai rồi. Cũng coi như là lát rồi đấy mọi người ạ. Và bây giờ thì cũng đã muộn lắm rồi. Vợ chồng Đồng Hải xin kết thúc video này tại đây. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo trong cái phần hoàn thiện cái căn buồng lý tưởng này.